Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi, Thanh Trí, xin có vài lời với các bạn đồng tu. Thưa các bạn, thật là một cơ duyên hiếm hoi và thù thắng. Tình cờ từ một người bạn đồng hương, đó là Đạo Hữu Vương. Tôi mượn được bản dịch nguyên tác Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giảng Nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông, do cư sĩ Đồ Nam dịch năm 1972. Tôi vô cùng mừng rỡ và trân quý nó như là kẻ lữ hành trên sa mạc nóng bức gặp được vũng nước trong ngọt ngào, hay là kẻ cùng tử vừa tìm được viên ngọc quý nơi chéo áo của mình. Trước kia, Đức Thế Tôn thuyết giáo 49 năm, Ngài đã dùng hết 22 năm để giảng về Bát Nhã, một trí tuệ cao tột đưa người đến bờ giác ngộ, cho thấy tầm quan trọng của Bát Nhã trong toàn bộ Phật Pháp, mà Kinh Kim Cang là đại biểu cho Bát Nhã. Cho nên các bậc cổ đức lấy kinh này làm ấn chứng. Trong kinh này, Phật dạy, nhất thiết chư Phật cập chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp giai tùng thử kinh xuất, tức là tất cả chư Phật và Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Lời này chứng minh ai muốn đạt được quả vị Phật và con đường thành Phật, không thể không từ cửa này mà vào. Song, yếu nghĩa kinh này quá ư uyên thâm ẩn kín, lấy ngôn ngữ thế gian để diễn giải thật quá khó khăn. Tuy nhiên, để giúp các bạn đồng tu thiết tha muốn thâm nhập nghĩa kinh để tu hành, tôi xin phát nguyện chọn ra những đoạn cốt tủy tinh túy nan giải nhất trong kinh để đọc vào băng nhựa, hầu giúp ích các bạn đang bận rộn với cuộc sống hiện tại có được phương tiện học hỏi và tu tập. Mong rằng các bạn nghe nhiều để có một ngày nào đó cũng cảm động rơi nước mắt như Ngài Tu Bồ Đề, hoặc bừng ngộ thốt lên được câu như Lục Tổ: hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Uống nước nhớ nguồn, tôi xin chân thành tri ân hai vị tiền bối là cư sĩ Giang Vị Nông và Đồ Nam cùng đạo hữu đã cho tôi mượn bản dịch này. Nhờ nhân duyên thù thắng này mà tôi và các bạn có được cơ hội cùng nhau học hỏi tu tập. Tôi xin thành tâm nguyện đem công đức tuyển đọc này hồi hướng cho cửu quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu hiện tiền và quá cố, cùng tất cả pháp giới chúng sanh đồng được siêu sanh, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 8 tháng Giêng năm 1999. Thành Trí. Bây giờ xin mời quý bạn đồng tu lật quyển kinh ra phần 1 Pháp Hội Nhân Do để theo dõi. Nhĩ thời Thế Tôn thực thời trước y Tỳ Bác, nhập xá vệ đại thành khất thực, ư kỳ thành trung thứ đệ khất dĩ, hoàng chí bổn sứ, phạn thực ngật, thu y bác, tẩy túc dĩ, phu tọa nhi tọa. Dịch nghĩa, lúc đó là thời ăn của Đức Thế Tôn, Ngài mặc áo cầm bình bát vào thành xá vệ lớn xin ăn. Ở trong thành này lần lượt xin xong, trở về chỗ cũ, ăn cơm xong, thu y bác, rửa chân xong, trải tọa cụ mà ngồi. Xin ăn có nhiều nghĩa, này nói sơ lược: vì hàng phục ngã mạn, vì chẳng tham ăn ngon, vì chuyên tâm tu đạo, vì khiến cho kẻ thấy sanh tâm hổ thẹn. Xuất gia vốn là để độ chúng sanh, mà muốn độ chúng sanh thì trước phải dứt hoặc, mà dứt hoặc ắt phải khổ hạnh, khiến cho mọi người thấy đó sanh ra tâm hổ thẹn. Họ nói, vì có độ chúng sanh mà tự mình khổ như thế, thế thì chúng ta há tham miếng ăn ngon, mưu tính cho sướng thân ư? Sanh tâm hổ thẹn, ngõ hầu đạo tâm tăng trưởng, tục niệm bớt dần đi. Thế thì việc xin ăn có ích cho chúng sanh rất lớn, há chỉ khiến người khác bố thí để trồng phước điền mà thôi ư? Nên xin ăn là phước hết sức lớn của người xuất gia tu hành. Trải tọa cụ mà ngồi là sắp sửa nhập định. Theo quy tắc thì trước khi ngồi còn có kinh hành,
Này chẳng nói tới là bày tỏ sự dụng công yếu khẩn, có ý chẳng thể phút giây nào trễ biến. Thuyết bộ kinh lớn này mà phát khởi ở việc tầm thường hàng ngày thì thật là lạ lùng đặc biệt. Nên Tu Bồ Đề mở miệng liền tán thán hy hữu, nhưng lạ lùng đặc biệt thực không khác với tầm thường. Nên ông Tu Bồ Đề kế tiếp nói: khéo hộ niệm, khéo phó chúc. Có thể thấy văn này có liên quan với trọn bộ kinh. Lý này hết sức sâu kín tinh vi mà lại thân thiết. Nếu chỉ xem sơ qua há chẳng cô phụ. Này tôi mở ra 10 tầng để nói rõ nghĩa. 4 tầng trước theo pháp để nói rõ, 6 tầng sau theo giáo hóa để nói rõ. 1. Thể hiện mặc áo xin ăn. Bôn tẩu trần lao giống y như kẻ phàm phu, là Phật chẳng trụ Phật tướng, tức là hiển thị vô ngã tướng của Phật. Tôn chỉ trọn bộ kinh này là ở chỗ phá ngã. Này thì hiện vô ngã mà chẳng nói ra một chữ, cũng tức là thị hiện vô pháp tướng của Phật. Tuy không nói ra một chữ mà thực ra là hiển thị pháp vô ngã, lại cũng là chỗ để hiển thị, cũng không có phi pháp tướng của Phật. Lý tam không hiện rõ ràng, trọn vẹn triệt để, đây gọi là khéo phó chúc. 2. Như chỗ nói rõ ở trên là đại trí, Tu Bồ Tát hạnh ắt phải bi và trí đầy đủ, nên lúc nói tường tận, vừa mở miệng ra là khiến phải độ hết thảy chúng sanh. Mà nay thị hiện giống như kẻ phàm phu, là đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp pháp. Vì Thế Tôn đại từ đại bi chẳng bỏ chúng sanh, mà dùng chính bản thân mình làm quy tắc để làm gương mẫu cho các vị Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây gọi là khéo hộ niệm. Tóm lại mà xem, lấy đại trí mà thực hành đại bi là không mà chẳng không. Nhưng đại bi mà hiển đại trí là hữu mà chẳng hữu. Không mà chẳng không gọi đó là diệu hữu. Hữu mà chẳng hữu mới là chân không. Há chẳng phải là tức không tức giả, tức giả tức không. Nhị đế quán dung rõ ràng là đệ nhất nghĩa đế của Trung Đạo ư? Thế thì ở việc tầm thường hàng ngày mà đã đem lý hiển tam không, quán dung nhị đế, yếu chỉ của trọn bộ kinh nêu lên đầy đủ, đây gọi là hy hữu. 3. Phật thuyết các bộ kinh khác thường thường lấy phóng quang động địa làm phát khởi, để hiển thị hết thảy các pháp đều từ bát nhã chánh trí mà ra, tức là không pháp nào là chẳng phải bát nhã. Trong những hội thuyết bát nhã trước, Phật cũng đã phóng quang động địa để hiển thị bát nhã chánh trí, có thể bạc trừ trụ địa vô minh. Nay hội thứ 9 thuyết kim cương bát nhã lại chẳng thị hiện như thế, là để hiển thị ngay đến pháp tướng của bát nhã cũng chẳng chấp. Nên kinh này nói Phật thuyết bát nhã ba la mật, tức chẳng phải bát nhã ba la mật. Phải biết ngay đến cả bát nhã mà chẳng chấp thì mới là bát nhã ba la mật. Đây là cùng cực của chẳng chấp thủ tướng. 4. Trong khoảng mấy chục năm trước khi chưa thuyết kinh này, Phật ngày ngày cũng đều thị hiện như thế này, đã thuyết kinh này rồi, cho đến lúc vào Niết Bàn trong khoảng mấy chục năm, cũng lại ngày ngày thị hiện như thế này. Thì có thể thấy gọi là thị hiện, chỉ là người khác thấy như thế mà nói vậy thôi. Còn Phật thì không có niệm ta vì đại chúng làm sự thị hiện này. Vì Phật không một sát na nào là chẳng ở trong nhị đế viên dung, đại không tam muội. Người khác thấy chỗ Phật thị hiện như thế đều là từ trong đại không tam muội tự tại tuôn chảy ra mà thôi. Phật thì làm mà như là vô sự, từ ban sơ không để tâm vào việc làm đó. Đây là cùng cực của như như bất động.
ngàn muôn lời nói trọn bộ kinh, đến chỗ quy kết thì nói: trụ thủ trì đọc tụng vì người khác diễn thuyết. Sao gọi là vì người khác diễn thuyết? Là bất thủ ư tướng như như bất động. Có thể thấy tám chữ này là chỗ khẩn yếu của trọn bộ kinh, lại cũng là chỗ khẩn yếu của người học thụ trì diễn thuyết. Nay ở việc tầm thường hàng ngày mà hiển thị chỗ khẩn yếu của kim cương bát nhã, há chẳng gọi đó là hy hữu, khéo hộ niệm, khéo phó chúc ư? Trên đây là theo pháp để nói rõ nghĩa của phát khởi tự. 5. Hết thảy chúng sanh cùng có đầy đủ Phật tánh, tức là người người có đầy đủ pháp thân Như Lai. Nhưng pháp thân Như Lai của chúng sanh ẩn tàng mà chẳng hiển hiện ra. Sở dĩ ẩn tàng mà chẳng hiển hiện ra nên chẳng gọi là pháp thân Như Lai, mà chỉ gọi là Như Lai tạng. Vì chúng sanh bôn tẩu để có cơm ăn áo mặc, bội giác hợp trần, đã lâu rồi quên mất bổn lai diện mục. Này lấy pháp thân Như Lai thị hiện giống như phàm phu bôn tẩu trần lao, là không có cái gì khác. Vì muốn khiến hết thảy chúng sanh ở trong trần lao, mỗi người hồi quang phản chiếu Như Lai tạng vốn sẵn có của mình mà thôi. 6. Bạc địa phàm phu chướng sâu nghiệp nặng, này muốn phản chiếu, nếu không khéo khai thông, khuyên nhủ cho nó huân tập thì chẳng thể được. Này thuyết kinh này mà phát khởi ở những việc xin ăn, vân vân, là chỉ thị cho chúng sanh thụ trì kinh này phải coi giống như việc ăn cơm uống nước hàng ngày. Một ngày chẳng thể lìa bỏ, cứ huân tập lâu ngày như thế, ngõ hầu tín tâm thêm lớn, ở trong cái vỏ vô minh dày đặc đó ló ra ánh sáng. 7. Thế nhưng kinh tối thượng thừa thậm thâm vi diệu nay được thấy nghe thụ trì, mà muốn lĩnh hội nghĩa chân thật của Như Lai, nếu không có đủ tư cách tương đương thì cũng không vào được cửa. Kinh này nói sau 500 năm có kẻ trì giới tu phước ở nơi trường cứu này có thể sanh tín tâm, lấy đây làm thực. Tín là cửa để nhập đạo, lấy đây làm thực là hiểu rõ nghĩa chân thật của nó. Cho nên có thể thấy hiểu rõ nghĩa chân thật của nó mới là thực tín. Thực tín khác với tin một cách lờ mờ, mà thực tín thì do ở trì giới tu phước, há chẳng chú trọng ư? Này các vợ, các việc mặc áo, cầm bình bát, xin ăn đều là giới luật của Phật chế định, y theo đó mà làm tức là trì giới. Mà xin ăn là khiến cho kẻ thấy sanh tâm hổ thẹn, tăng trưởng đạo nghiệp, chẳng những chỉ khiến cho họ làm bố thí trồng phước điền mà thôi. Đó mới là tu phước. Kim cương bát nhã phát khởi ở trì giới tu phước, chính là chỉ thị cho chúng sanh phương tiện trước khi khởi tín nhập môn. 8. Xin ăn vân vân là trì giới. Trải tọa cũ mà ngồi là sắp nhập định. Do giới sanh định, do định sanh tuệ, nên lời tự cho là khi phát khởi thuyết kim cương bát nhã, lại chỉ thị chúng sanh bằng ba sự học vô lậu, tức là giới định tuệ, theo một thứ tự nhất định để tỏ rõ trì giới tu phước có thể sanh thực tín mà nhập môn được. Nhưng muốn cho bát nhã chánh trí hiện ra, nếu chẳng tu định thì chẳng thể được. 9. Chỗ cần yếu của tu hành là phải ở lý và sự hai cái dung hội nhau. Trong lúc tỉnh nuôi dưỡng được đầu mối này, lại phải đối cảnh tùy duyên, siêng năng khám nghiệm. Người xưa gọi trải qua việc để luyện tâm. Đây là một cách tu hành rất cần yếu. Lý hai bên chẳng chấp, ắt phải ở ngay lúc ăn cơm mặc áo mà lĩnh hội. Phải ở công việc tầm thường hàng ngày mà thực hành được, ngõ hầu có thể đạt đến chỗ động và tĩnh như một, thì không cái nào là chẳng phải vậy.
Đây lại là ý huyền vi của Bát Nhã phát khởi ra ở các việc xin ăn vân vân. 10. Lại càng có chỗ tinh diệu, phát khởi tự này rõ đích xác phương tiện hạ thủ cho người trong cảnh trần lao, đã bị túc nghiệp dắt dẫn rơi vào trong cái túi da thúi này, thì sự chạy kiếm ăn, kiếm mặt có ai tránh khỏi được. Vì đó mà đuổi theo ngọn, quên mất gốc thì đã đành là chẳng thể được. Còn nếu vì giải thoát trần lao chẳng nổi mà sanh ra phiền não thì lại cũng sao có thể được. Cái đạo là ở chỗ khéo léo lợi dụng hoàn cảnh của mình, như thế thì chỗ nào mà chẳng là đạo tràng ư? Mỗi sáng mặc áo đi ra ngoài, mỗi người đều siêng năng chức vụ xin ăn của mình, xong việc liền trở về. Những việc ứng tiếp chẳng liên quan gì tới mình, có thể bớt được thì bớt. Bốn chữ trở về chỗ cũ này, kiếp phải để mắt vào. Sau khi trở về, liền đem đồ ăn ra uống ra, rửa ráy vân vân. Những việc phải làm đều sắp xếp và dọn dẹp cho xong xuôi, rồi liền phải tĩnh tọa, thu nhiếp vọng niệm, quán tâm. Đây là bốn chữ trải tọa cụ ngồi, lại càng phải để mắt vào. Người đời nay trọn ngày bận rộn, ứng thù đã nhiều, sau khi trở về lại chẳng nhiếp tâm tĩnh tọa. Dẫu cho có tụng kinh niệm Phật, công khóa chẳng khuyết, mà tâm này chưa từng dùng công phu tĩnh nhiếp một chút nào. Nên tuy tụng kinh niệm Phật mà vọng niệm vẫn đầy dẫy, thì có ích chỗ nào đâu. Lại ở nghĩa lý chẳng chấp tướng và chẳng chấp phi tướng, là pháp và phi pháp hai bên đều chẳng chấp. Từ xưa tới nay chẳng lưu tâm thể hội, sở dĩ tu hành nhiều năm mà vẫn như cũ, thấy cảnh liền dời, theo duyên liền chuyển, không có một lập trường vững chắc. Tự mình đã không có chút thụ dụng nào, thậm chí đại phá giới luật, không gì mà chẳng làm, tự mình cho là chẳng chấp tướng. Có biết đâu rằng sớm đã chấp thủ phi pháp tướng rồi vậy. Tự mình đọa lạc lại dắt dẫn theo vô số thiện nam tín nữ đều cùng đọa lạc. Đây là điều bởi chưa từng nhiếp niệm, quán tâm, chưa từng thể hội hiểu rõ nghĩa bất trụ tướng và hai bên chẳng chấp. Khiến sanh ra như thế, há chẳng đáng thương hại. Nên tám chữ trở về chỗ cũ, trải tọa cụ ngồi trong kinh này chính là cái kim châm vào đỉnh đầu. Bài cách ngôn cảnh tỉnh bên mình của chúng sanh bồn tẩu trần lao chúng ta, lấy cái này mà phát khởi, chính là trỏ đích xác Bát Nhã chẳng phải chỉ nói trống không mà được, cần phải nói theo văn tự. Bắt đầu quán chiếu, thời thời khắc khắc chẳng buông lung, sự sự việc việc cần khám nghiệm mới có thể tiến được một phần nào. Trên đây là theo giáo hóa để nói rõ nghĩa phát khởi tự. Tóm 10 nghĩa này để làm phát khởi, chẳng những lý và sự của vô thượng đại pháp rõ ràng trọn vẹn, lại phương pháp dự bị bắt đầu hạ thủ của kẻ tu hành cũng nói ra hết ở đây. Thật là hy hữu, nếu chẳng mỗi mỗi lĩnh hội theo đúng như pháp mà tu, há chẳng những cô phụ Thế Tôn hy hữu hộ niệm phó chúc, lại cô phụ luôn phần phát khởi tự hy hữu này. Ở trên chỗ nói nơi đoạn đầu chẳng qua là theo văn giải nghĩa, đến đoạn thứ nhì chỗ nói làm khuôn mẫu cũng chỉ là nghĩa phổ thông. Chỗ rất cần yếu là phải hiểu rõ kinh này tại sao bày ra những sự tướng đó để phát khởi. Phải biết ở trong đó có tinh nghĩa rất lớn. Chỗ này chính là trỏ bày một cách thân thiết để khiến người ta dây về trong sự hành chỉ động tĩnh mà thể hội. Thử nghĩ Như Lai vì cớ độ sanh, ngài chẳng phải sanh ra mà thị hiện sanh. Thị hiện giống như kẻ phàm phu, không ngày nào là chẳng mặc áo ăn cơm, tức là không ngày nào chẳng lấy thân mình làm quy tắc. Tại sao đầu các cuốn kinh khác phần nhiều nói phóng quang động địa,
này muốn truyền thuyết tổng trị của hết thảy các pháp, kim cương bát nhã đại pháp của chư Phật sanh ra, mà lại chỉ nghiêng về nói một đoạn việc làm tầm thường hàng ngày dùng để phát khởi, thử hỏi có kỳ hay không, có diệu hay không? Kỳ diệu chẳng phải ở chỗ kỳ diệu, mà kỳ diệu là ở chỗ thô thiển. Phải biết việc hết sức bình thường và lý hết sức cao sâu có quan hệ mật thiết với nhau. Các nhà chú giải xưa nay hoặc xem ra là giới định làm phát khởi, hoặc đem cảnh tượng như bất động làm phát khởi, hoặc bảo việc làm tầm thường hàng ngày chẳng thể coi thường, hoặc bảo mặc áo ăn cung tức là phóng quang động địa làm phát khởi. Mỗi vị đều có chỗ thấy của mình, mỗi vị đều có cái diệu của mình. Này tôi đem cách thuyết ra, lại từ phương diện yếu chỉ châm đối kinh văn dẫn chứng nói rõ, khiến người ta có thể dễ thể hội. Nghĩa uẩn đã sâu, một thời nói ra khó hết. Này tổng quát đại khái làm 10 tầng, nói một cách đại lược. 1. Bát nhã là yếu pháp để nuôi lớn tuệ mạng, thiệu long Phật chủng, cũng như ăn và mặc là món cần yếu của người thế gian để độ trì sắc thân, nói trước truyền sau. Nay đem các việc mặc áo si đăng làm phát khởi, chính là khiến người phát đại tâm hiểu rõ món ăn bát nhã pháp này chẳng thể nào lìa ra trong chốc lát. Nên kinh nói thụ trì đọc tụng rộng vì người khác thuyết, tức là gánh vác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nói phải biết người này thành tựu pháp tối thượng hy hữu. Lại nói chỗ có kinh này tức là có Phật và đệ tử tôn trọng. Từ mặt trái của mấy câu kinh văn này mà xem thì có thể sợ hãi cho là quan hệ của nó rất lớn, giống như mặc áo ăn cơm chẳng có thể tạm lìa ra được, nên lấy đó làm phát khởi. 2. Kinh nói sau 500 năm có kẻ trì giới tu phước, ở chương cuối này có thể sanh tín tâm, thì có thể thấy trì giới tu phước là cửa nhập đạo bát nhã, xin ăn là giới luật chế định. Này hiển thị mặc áo cầm bình bát lần lượt đi xin ăn, đã là dẫn dắt chúng sanh trì giới, lại là khiến cho khắp chúng sanh tu phước. Trong kinh chỗ gọi là pháp thân vốn chẳng phải ăn, ứng thần hóa thần cũng như thế. Vì tăng trưởng phước ở cõi trời cõi người, nên Phật từ bi làm phước điền là vậy. Thế Tôn ngày ngày xin ăn, tức là ngày ngày phát khởi của tín căn có thể vào bát nhã của chúng sanh. Này trước khi muốn thuyết kim cương bát nhã thì nói xin ăn để làm phát khởi, thần thiết biết là bao. 3. Khuê Phong Đại Sư nói, giới có thể nuôi dưỡng định, định có thể phát tuệ, nên dùng giới định phát khởi. Phải biết tuệ mà không có giới, định là cuồng tuệ, chẳng phải là chính tuệ. Xin ăn là giới, trải tọa cụ mà ngồi là để nhập định, đã hiển thị sự tướng giới định rồi. Sau thuyết bát nhã rất sâu, há chẳng phải là hiển thị thứ tự nhất định của tam học giới định tuệ, khiến cho người ta biết cái nào trước cái nào sau. Lại trong kinh chỉ nói tuệ, mà riêng ở trong phần phát khởi bổ túc thêm giới định là Phật Bồ Tát vì cớ độ chúng sanh khẩn thiết chu đáo đến như thế. 4. Hết thảy người học Phật có thể dây về phía mặc áo ăn cơm thức ngủ bận rộn mệt nhọc mà rèn luyện, ấy là phương pháp rất cần yếu để hàng phục vọng tâm. Bởi tham cầu cơm ăn áo mặc mà chẳng ngại bận rộn mệt nhọc thì đã đành là chấp tướng, ngay đến chán ghét sự mệt nhọc bận rộn này mà sanh phiền não thì cũng là chấp tướng. Cần phải đối cảnh tùy duyên, đã chẳng mê muội lại chẳng phiền não mới là phương pháp an tâm. Nên kinh nói hết thảy pháp đều là Phật pháp,
Lại trong kinh phần nhiều đem độ bố thí ra để nói hàng trụ tâm, cũng là ý này. Thử nghĩ, bọn phàm phu chúng ta có người nào mà chẳng cần cơm ăn áo mặc, muốn thoát ra đã chẳng thoát nổi, muốn tham cũng tham chẳng được. Lại đã phát đại tâm học Phật thì các việc bố thí độ sanh đều tất nhiên phải học. Nếu chẳng ở hết thảy đều dụng công như trên, thì một ngày từ sáng đến tối nếu chẳng chấp hữu thì liền chấp không, lúc nào mới có thể tìm được cái tự tại. Ngay đến một câu Phật lại làm sao có thể niệm được tốt. Các việc hoằng pháp lợi sanh cũng học chẳng được tốt. Nay Phật ở ngay trên sự mặc áo ăn cơm phát khởi thậm thâm bát nhã, hai bên chẳng chấp, hết thảy đều như, khiến người ta lĩnh hội được ngay ở trên những sự tướng này mà dụng công, đã chẳng thể chấp hữu mê không mà thủ pháp tướng, lại chẳng thể lìa hữu nói không mà thủ phi pháp tướng. Thật là đại từ đại bi vậy. 5. Như Lai tùy thuận phàm phu mặc áo xin ăn là nói rõ chẳng chấp cái tướng của quả vị. Chính là trong kinh chỗ nói Như Lai tức là nghĩa chư pháp như là vậy. Phải biết quả như thì nhân cũng như, cho nên phải lìa hết thảy tướng, phát a nậu bồ đề tâm, mà cái đạo hàng phục tâm mình ở hết trong này. Lấy quả đức chẳng chấp tướng phát khởi nhân hành chẳng nên chấp tướng. Thiệt đúng là chỗ gọi nhân gồm biển quả, quả xuất nguồn nhân, hết sức là vi diệu. 6. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương nói: Ngũ uẩn tức là pháp thân. Ngũ uẩn là huyễn hữu của duyên sanh, pháp thân là chân không tịch mà chiếu. Đây là bảo người ta phải ở ngay cái huyễn hữu để thấy chân không, mà chẳng phải là tướng đoạn diệt. Kinh này nhiều thứ khiển trừ tướng, mà quy trọng ở pháp chẳng nói đoạn diệt tướng, cũng là ý này. Phải biết chỗ gọi là đệ nhất nghĩa không, chính phải chẳng chấp thủ lại chẳng đoạn diệt mới gọi là đệ nhất nghĩa. Đây là điểm khẩn yếu để học bát nhã, mà Như Lai lấy pháp thân thị hiện các huyễn tướng phàm phu ăn cơm mặc áo, chính là muốn cho phàm phu từ trên huyễn tướng của mỗi người thể nhận pháp thân vốn đầy đủ. Chỉ đừng đuổi theo vọng, cần gì phải cầu cái chân ở ngoài cái vọng. Nếu lại chấp cái chân thì lại là ở trong cái chân nổi dậy cái vọng. Trong kinh những câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ưng sanh vô sở trụ tâm, phàm phu phi phàm phu, chúng sanh phi chúng sanh, chẳng câu nào là không thuyết nghĩa bất thủ bất đoạn, bất tức bất ly. Thế thì phần phát khởi của kinh này có thể gọi là hết sức thiết yếu. 7. Như Lai thị hiện xin ăn, mà xin ăn xong liền trở về chỗ cũ. Lũ phàm phu chúng ta chỉ biết bận rộn ở chỗ mưu cầu cái ăn, trọn ngày trọn năm hướng ngoại mưu cầu, chưa từng biết phản chiếu bổn tánh. Lại Như Lai thị hiện ăn xong liền thu xếp hết thảy, nhiếp tỉnh vào quán tưởng. Còn lũ phàm phu chúng ta thì ăn no xong rồi chơi giỡn quậy động chẳng nghỉ, chưa từng tỉnh được một lát, lại làm sao có thể tu quán ư? Phải biết bát nhã tuệ lực từ nội chiếu mà sanh ra, mà nội chiếu trước phải tỉnh tọa nhiếp tâm. Nay dùng những câu này để phát khởi chính là trỏ bảo cho chúng ta hết thảy thế duyên, khi nó lại thì ứng tiếp nó, khi việc qua rồi liền phải thu xếp liền qua một bên, rồi lại phản quán tỉnh chiếu bội trần hợp giác, thì mới có thể phát khởi bát nhã bổn tuệ. Phải nên chú ý. 8. Yếu chỉ của một bộ Kim Cương Kinh chỉ là ở chỗ làm sao hàng, làm sao trụ, nhưng dễ gì nói ra được. Ngài Đạt Thiên Pháp Sư nói: Một khi có chỗ trụ thì giác tâm liền mất đi,
vừa muốn hàng phục thì vọng tâm càng nổi dậy. Vậy nên phải không hàng mà hàng, không trụ mà trụ. Thế thì hạ thủ ra sao? Này xem Thế Tôn mặc áo ăn cơm, đi ra phố, qua ngõ hẻm, rồi trở về rửa chân, trải tọa cụ. Những việc nhỏ nhặt này chẳng phải làm một thời như thế, mà độ sanh 49 năm thì 49 năm đều làm như thế. Vì có vì chúng sanh mà ngày nào cũng làm những việc đó, tuy làm mà như vô sự, thiệt là bình đẳng như như. Hành động quen thuộc này tức là khuôn mẫu lớn để hàng tâm, trụ tâm. Chúng ta phải tu học như thế. Phàm gặp lúc cảnh duyên tới, đều phải theo như lời Phật dạy mà thực hành. Làm mà như vô sự, làm mà như vô sự tức là không hàng mà hàng, không trụ mà trụ. Như thế tức là có thể khế hợp vào tôn chỉ sâu của Bát Nhã. 9. Ở trên nói không hàng mà hàng, không trụ mà trụ, còn sợ chưa rõ nghĩa. Này xin lại nói thêm, Thế Tôn khác xa người thường, tại sao lại thể hiện đường lối của kẻ phàm phu mà chẳng khác với người thường chút nào? Phải biết, vì Thế Tôn chẳng khác với người thường, cho nên Ngài khác xa người thường. Chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội, và dây về tự thân mình mà thể hội. Vì có gì? Vì tuy chúng ta là phàm phu mà vốn có đầy đủ như như Phật tánh. Vì có gì? Vì chẳng thủ ở tướng. Chúng ta học Bát Nhã phải từ chẳng thủ ở tướng mà dụng công. Chẳng thủ có nghĩa là chẳng ly hết thảy tướng mà cũng chẳng chấp tướng. Nếu nghiêng về lấy vô tướng làm chẳng chấp thì lại là thủ phi tướng, mà là đoạn diệt. Nên kinh nói, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng liền thấy Như Lai. Các tướng chẳng phải tướng có nghĩa là tuy có các tướng mà không chấp nó. Lại nói, chẳng thủ ở tướng như như chẳng động. Vì chẳng thủ ở tướng cho nên được thấy hết thảy pháp tướng, phi pháp tướng. Chẳng thủ tức là không hàng phục mà hàng phục, không trụ mà trụ. Đầu cuốn kinh lấy chẳng thủ tướng làm phát khởi, tôn chỉ này sâu vậy. 10. Tổng hợp chỗ thuyết ở trên có thể thấy một phần phát khởi từ này hiển hiện ra trọn vẹn đệ nhất nghĩa không? Hãy xem Như Lai thì hiện giống như kẻ phàm phu là vì lợi tha, là không có ngã tướng. Bát Nhã Diệu Pháp phó mặc cho từ trên sự tướng của những việc nhỏ nhặt tự tại tuôn ra, tức là không có pháp tướng. Chẳng cần phải xin ăn mà đi xin ăn, cho đến thị hiện rửa chân, trải tọa cụ, vân vân, là dùng giáo pháp chẳng nói để hộ niệm, phó chúc hết thảy những kẻ phát đại tâm, cũng tức là không có phi pháp tướng. Được tiến lên như thế, thì lý trí chân không hiện rõ ràng ngay nơi tâm, nơi mắt, phát khởi tinh diệu còn gì hơn thế nữa chăng? Các ông phải biết, sở dĩ trên phận phát khởi tự này tôi nói đi nói lại chẳng nệ phiền phức, không có gì khác. Chỉ muốn cho các vị thiện trí thức biết được làm sao khởi tín và hiểu rõ lý tri tam không, tùy việc có thể thấy. Xin các ông dây về lúc mặc áo ăn cơm, lúc hành chỉ động tĩnh, tùy theo từng lúc mà quán chiếu như thế thì có thể được sự thụ dụng ngay. Rồi sau mới biết được một bộ kinh Kim Cương này thiệt là phương thuốc hay để tiêu trừ khổ ách, con đường tắt để vào Phật trí, các ông phải nên tôn trọng. Phần 2. Thiện hiện khải thỉnh. Hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Dịch nghĩa: thưa Đức Thế Tôn hy hữu, Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát, khéo phó chúc các Bồ Tát. Thông thường nói hy hữu quy nạp lại có bốn nghĩa. 1. Thời hy hữu, vì Như Lai xuất thế trải qua vô lượng kiếp cũng khó gặp được. 2. Xứ hy hữu, vì trong tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một vị Phật. 3. Đức hy hữu, vì phước và tuệ thù thắng không ai sánh kịp.
4. Sự hy hữu, vì từ bi phương tiện dùng rất khéo léo. 4 nghĩa trên là thuyết thông thường, này nói hy hữu là trỏ ngay Bát Nhã Ba La Mật mà nói. Thế Tôn là danh hiệu chung của Phật, lúc xưng hô thì dùng, gọi tên Phật là biểu thị quả đức, gọi tên Như Lai là biểu thị tánh đức. Tu Bồ Đề ở việc mặc áo ăn cơm vân vân của Phật, thấy được các tướng mà chẳng phải tướng liền thấy Như Lai, nên mở miệng liền gọi Như Lai. Phật lấy pháp thân Như Lai thì hiện giống như kẻ phàm phu, đây là chính ở chỗ đó, biểu thị chẳng trụ hết thảy tướng. Pháp thân Như Lai vì có gì lại thì hiện giống như phàm phu, tức là chẳng bỏ chúng sanh, tức là hộ niệm. Chẳng bỏ chúng sanh là đại bi, mà lấy pháp thân Như Lai để thì hiện là đại trí. Đại bi này từ đại trí mà sanh ra, là hữu mà chẳng hữu. Hữu mà chẳng hữu mới là diệu hữu, mới là cái diệu hữu chẳng ngại chân không. Lấy cái diệu hữu chẳng ngại chân không để hộ niệm, ha chẳng là khéo ư? Hiện tích giống như phàm phu, chính là biểu thị pháp thân Như Lai chẳng trụ hết thảy tướng. Tinh nghĩa của Kim Cương Bát Nhã nêu lên hoàn toàn. Đây là lấy giáo nghĩa chẳng dùng lời nói để phó chúc. Giáo nghĩa chẳng dùng lời nói là đại trí. Đại trí này từ đại bi sanh ra là không mà chẳng không. Không mà chẳng không mới là chân không, mới là chân không chẳng ngại diệu hữu. Lấy cái chân không chẳng ngại diệu hữu để phó chúc, khéo không còn gì khéo hơn như thế. Chẳng kể là hộ niệm hay phó chúc, không cái nào là chẳng không và hữu rõ ràng cả hai. Tinh lý phát huy chân không diệu hữu của trọn bộ kinh, chỗ nào cũng có thể thấy, rõ ràng là mạch lạc thông suốt vậy. Sự tán thán hy hữu đã đành là ý nhiều kiếp đã qua, khó gặp mà cũng gồm cả nghĩa khó lĩnh hội ở trong đó. Đây là đem câu văn ở dưới. Tôi từ xưa đến nay có được tuệ nhãn chưa từng được nghe kinh như thế này. Và câu, tôi nay được nghe kinh điển như thế này, tín giải thụ trì chẳng đủ là khó. Nếu ở đời sau, sau 500 năm, có chúng sinh nào được nghe kinh này tín giải thọ trì, thì người này là đệ nhất hy hữu. Ra mà xem rồi đều có thể chứng minh là tín giải chẳng dễ vậy. Ý của Tu Bồ Đề cho là tôi từ xưa đến nay bây giờ mới xem ra sự hộ niệm phó chúc của Như Lai. Đại chúng tuy chẳng thể lĩnh hội mà Thế Tôn vẫn thị hiện như thế, lại càng hy hữu. Hộ niệm phó chúc sở dĩ đều là điều nói là khéo. Hộ niệm thuộc về tâm, phó chúc thuộc về miệng. Nếu đợi khởi tâm hộ niệm thì lúc khởi tâm mới có hộ niệm, còn lúc chẳng khởi tâm thì chẳng hộ niệm. Nếu đợi phát khởi lời nói để phó chúc thì lúc phát khởi lời nói mới có phó chúc, còn lúc chẳng phát ra lời nói thì chẳng phó chúc, đều chẳng có thể gọi là khéo. Này lấy Như Lai vào thành rồi trở về vườn, như như chẳng động, mật thị trụ tâm, dùng thân mình làm khuôn mẫu, chính là gia hộ ức niệm. Lại lấy ăn xong, ngồi tĩnh tọa một niệm chẳng sanh, mật thị hàng phục tâm, khiến tăng chúng lấy đó làm phép tắc, chính là phó thác phó chúc. Trong khoảng động tĩnh lấy thân làm giáo pháp mà chẳng dùng ngôn ngữ làm giáo pháp. Tùy theo lúc, tùy theo chỗ, không cái nào là chẳng làm mô phạm cho Bồ Tát. Đây thiệt là chỗ bảo rằng khéo. Tu Bồ Đề mở miệng tán thán hy hữu thật là đúng vậy. Phật ngôn, thiện tai, Tu Bồ Đề, như nhữ sở thuyết, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Dịch nghĩa, Phật nói, khéo thầy, Tu Bồ Đề, như chỗ ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát, khéo phó chúc các Bồ Tát. Kể kết tập kinh, chỗ này để chữ Phật là có ý sâu, Phật là quả cứu cánh giác, văn trên người phát tâm chính là tu nhân. Muốn biết đường dưới núi thì phải hỏi người đã đi qua,
chỗ này để chữ Phật tức là nhân như thế thì quả như thế, ngược lại tức là quả như thế thì nhân cũng như thế. Thiện tai là lời xưng tán. Như nhữ sở thuyết là lời ấn chứng. Chữ thiện tai thứ nhất là xưng tán ông Tu Bồ Đề khéo khế hợp với bổn tâm của Như Lai. Mấy chục năm Phật thị hiện trần lao, lẳng lặng hộ niệm phó chúc, tuyệt nhiên chưa có lời nói, mà nay ông Tu Bồ Đề riêng mình có thể thấy được, nên Phật xưng tán ông ấy. Chữ thiện tai thứ nhì là xưng tán ông ấy thầy đại chúng khải thỉnh. Khổ tâm của Phật là muốn cho thiện nam nữ phát tâm học hỏi, nhưng không người nào có thể thỉnh vấn. Nay một mình ông Tu Bồ Đề có thể thỉnh vấn, để mãn bổ nguyện của Như Lai nên Phật lại xưng tán ông ấy. Người khác chẳng thể hỏi, chỉ riêng một mình ông có thể hỏi. Nên chữ thiện tai thứ nhất là tán đại trí của ông ấy. Hỏi pháp chẳng phải vì mình mà vì đại chúng, nên chữ thiện tai thứ nhì là tán đại bi của ông ấy. Ông thiệt có thể thấy được ta chẳng trụ Phật tướng mà hộ niệm phó chúc, nên nói như chỗ ông nói. Vì hộ niệm phó chúc như thế thì đại chúng chẳng hiểu, chỉ có Tu Bồ Đề một mình có thể tỏ ra, nên Phật ấn khả lời nói của ông ấy. Hai câu Như Lai nguyên là lời Tu Bồ Đề tán Phật, nay Phật hết sức nhìn nhận là đúng. Phật bảo Như Lai hộ niệm phó chúc như chỗ ông nói không sai một chút nào. Đó là muốn khiến cho chúng sanh ở trong chỗ mặc áo cầm bình bát đi lại động tĩnh của Như Lai lĩnh thủ cái ý hộ niệm phó chúc. Như kim đế thính đường vị nhữ thuyết, thiện nam tử thiện nữ nhân phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, ưng như thị trụ như thị hàng phục kỳ tâm. Dịch nghĩa: ông này nghe cho kỹ, sẽ vì ông nói trai lành gái lành phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, phải trụ như thế, phải hàng phục tâm mình như thế. Tu Bồ Đề há lẽ nào chẳng nghe kỹ, tức là đế thính. Sự răng này của Phật là vì đại chúng và vì lũ chúng sanh chúng ta ở hiện tại. Đế có nghĩa là chân thực chính xác, một là chẳng thể cống cao, hai là chẳng thể thấp hèn. Nếu phạm vào hai bên này liền chẳng thể nghe cho kỹ, ngay đến nghe cũng chẳng có thể chính xác. Có người mới nghiên cứu kinh luận chút ít liền tự cho là mình đã thông hiểu Phật học, đây là phạm vào bệnh cống cao. Có người suy cao thánh cảnh, cho là đại pháp cao sâu như thế thì chúng ta sao có thể hiểu nổi, đây là phạm bệnh thấp hèn. Cống cao là mạng, thấp hèn cũng là ti mạng. Nghe kinh như thế liền chẳng có thể chân thật chính xác. Cho nên kẻ học Phật cần phải tránh hai bệnh trên, hư tâm để lĩnh thụ nên gọi là đế thính. Đã có thể đế thính, há rằng Phật không nói. Vì Pháp thân Như Lai thị hiện tướng trần lao của phàm phu là vô ngã tướng, vô pháp tướng, cũng là vô phi pháp tướng, nên thiện nam nữ cũng phải nên chẳng trụ ở tướng mà trụ như ta. Phàm phu chẳng trụ ở tướng thì trụ ở phi pháp tướng, một khi đã có trụ liền sai lầm, hàng phục chẳng được, vọng tâm sanh diệt. Nên thiện nam nữ phải ở chỗ Như Lai mặc áo ăn cơm, lý hội cái lý hai bên chẳng chấp, như thị hàng phục nó. Đáng thương thay lũ chúng sanh khổ não, chẳng kể kẻ nghèo người giàu, một đời đều vì áo cơm mà bận rộn vất vả, chẳng kể làm nghề nghiệp gì cũng đều chỉ là một thứ ăn xin. Sáng sớm thức dậy đi ra nơi đô thị làm việc, tức là vào thành xin ăn, theo đúng thời giờ bắt đầu làm việc và nghỉ ngơi, tức là lần lượt xin xong. Xin ăn đã đành là cần yếu, nhưng xong việc liền phải trở về chỗ cũ. Bệnh của phàm phu là vì vấn đề cơm áo, chẳng thể nào mà không hướng ngoại rong ruổi mưu cầu.
kết quả quên đi mất ông chủ nhân, chẳng còn trở về chỗ cũ, thế nên công việc xong xuôi phải mau mau quay đầu lại, đem tâm mình yên tĩnh một lúc, hồi quang phản chiếu, không nên làm những việc chẳng dính dấp với mình. Đây tức là học trái tọa cụ mà ngồi của Phật. Chúng ta có thể đem lời câu trong kinh văn quay trở về đến tự thân mình, thì tự mình có chỗ thụ dụng. Quả nhiên có thể ở khoảng công việc tầm thường hàng ngày, lúc nào cũng phản chiếu, tức là hàng phục, tức là hai bên chẳng chấp, tức là cùng với tánh thể xứng với nhau mà bắt đầu tu. Ngay đến niệm Phật cũng niệm được tốt. Phần 3. Đại Thừa Chánh Tông. Sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại: nhược noãn sanh, nhược thai sanh, nhược thấp sanh, nhược hóa sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, ngã dài linh nhập vô dư niết bàn, như diệt độ chi. Như thì diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thập vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Dịch nghĩa: chỗ có hết thảy những loài chúng sanh, như loài sanh trứng, loài sanh thai, sanh chỗ ấm ướt, như loài hóa sanh, như loài có sắc, như loài không có sắc, như loài có tưởng, như loài không có tưởng, như loài phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ chúng nó. Diệt độ như thế vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thật ra không có chúng sanh nào được diệt độ. Tứ đại ngũ uẩn, chúng duyên hòa hợp mà hiện ra tướng sanh, nên gọi là chúng sanh. Đây là bổn nghĩa của một danh từ chúng sanh. Còn nói rộng ra thì số đông người, chúng loại nhiều gọi là chúng sanh. Người nay chỉ biết nghĩa rộng mà sơ sót bổn nghĩa, chẳng biết rằng bổn nghĩa hết sức vi diệu, ấy là khiến quán chiếu lý vốn chẳng sanh và đương thể tức không. Tại sao nói như thế? Vì chúng duyên hòa hợp gọi đó là sanh. Tánh thể ban sơ đâu có sanh, nên nói vốn chẳng sanh. Vốn đã vô sanh thì nay cũng vô diệt. Đã là nhân duyên hòa hợp hiện ra tướng sanh, cho nên duyên tán thì diệt, há chẳng phải là đương thể tức không ư? Đây là theo tướng mà nói, còn nếu theo tánh mà nói thì tánh vốn chẳng nhân đó mà sanh. Tuy tướng của sanh diệt đầy giấy, mà cùng với thể có liên quan gì, nên nói đương thể tức không. Phật chia loài ra một cách tường tận, chẳng ngại phiền phức, chẳng phải là lời nói trống không, ý khiến cho biết rằng hết thảy chúng sanh, loài nó tuy nhiều mà chẳng ra ngoài ba việc: thức, sắc, dục. Nó sở dĩ thành ra chúng sanh là ở chỗ đó. Này phát vô thượng giác tâm, muốn khiến hết thảy chúng sanh thành vô thượng giác, nếu không dứt hết dâm dục, chẳng chấp thủ sắc tướng, chuyển thức thành trí thì chẳng được. Vọng hết tình không, nghiệp thức đã chuyển, thì tâm sanh diệt, diệt mất, ra ngoài biển sanh tử, mà chứng vào viên minh tánh hải, bất sanh bất diệt. Đây gọi là vào vô dư niết bàn, đây gọi là diệt độ. Độ là độ hai lần sanh tử, phân đoạn và biến dịch. Chỗ này chẳng đem tiếng Phạn ra nói, mà đem nghĩa của nó ra nói. Một là để tỏ rõ chỗ gọi là nhập vô dư niết bàn, không có gì khác, chỉ là diệt cái tâm sanh diệt của thức sắc dục, liền qua biển sanh tử mà đến bờ bên kia niết bàn. Hai là để tiện lợi cho lời nói, như văn dưới diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Nếu đổi diệt độ ra niết bàn thì chẳng dễ gì mà hiểu nổi. Đây là dịch rất hay, rất khéo. Thực vô chúng sanh đắc diệt độ là quán chiếu lý vô sanh, vô đắc là chân thật vô, chẳng phải là giả tưởng vô. Bậc cổ đức dùng năm nghĩa để quán chiếu rất vi diệu. Một
duyên sanh. Hết thảy chúng sanh đều là giả hợp của ngũ uẩn tứ đại, đường thể tức không, làm gì có chúng sanh. 2. Đồng thể, ta cùng với chúng sanh tướng tùy khác mà tánh thì thực giống, chỗ gọi là nhất chân pháp giới là vậy. Thế thì thấy có chúng sanh ấy là tự tâm mình chấp thủ tự tâm mình, chẳng phải huyễn mà thành ra huyễn pháp. 3. Vốn tịch diệt, chỗ gọi là chúng sanh chỉ là nhân duyên hòa hợp giả hiện ra làm tướng chúng sanh, tánh của nó thì vốn vô sanh. Vốn vô sanh thì vốn vô diệt, sao có thể gọi là đắc niết bàn ư? 4. Vô niệm, cứ như ba nghĩa trên mà xem thì có thể biết thấy có chúng sanh, thấy có chúng sanh đắc niết bàn toàn là vọng niệm phân biệt. Nếu không có vọng niệm thì chúng sanh không có, mà đắc niết bàn cũng không. 5. Bình đẳng, như chỗ nói trên có thể thấy hết thảy chúng sanh bổn lai là Phật, bình đẳng, bình đẳng, nên nói bình đẳng chân pháp giới, Phật chẳng độ chúng sanh. Nếu còn thấy một chúng sanh được diệt độ thì liền trái với bình đẳng pháp giới. Tóm lại, tánh thì chân thật, tướng thì hư vọng. Muốn thành vô thượng giác phải chứng chân thật tánh. Thế thì ở hết thảy cảnh giới phải chẳng chấp tướng mà trở về tánh mới là chân thực. Nên theo tánh mà nói thì chúng sanh đắc niết bàn là chân thật vô, chẳng phải là giả tưởng vô. Thật rõ ràng vậy. Hoặc hỏi, văn trên nói rằng ưng như thị hàng phục kỳ tâm, hai chữ như thị chính là tỏ khoa này. Nhưng đọc khoa này thật chẳng hiểu chỗ gọi là hàng phục, là hàng phục cái gì? Chỉ phát tâm quảng đại ly tướng liền đủ để hàng phục ư? Xin trả lời, nghĩa này rất là tinh, sẽ vì đó phân tách ra để nói. Chỗ bảo là hàng phục chính là hàng phục vọng tâm. Vọng tâm là tâm phân biệt, mà phân biệt nổi dậy ở chấp ngã, nên ngã kiến là gốc của phân biệt. Nay vì thế dây về trên căn bản để khiển trừ ngã kiến, trừ thì phân biệt vọng tưởng tự nó hóa. Lại văn khoa này chú trọng ở một câu sau cùng, những câu văn trước đều là để dẫn khởi câu này mà tới. Vì muốn nói thực không có chúng sanh được độ, nên trước nói độ vô biên chúng sanh vào vô dư niết bàn. Muốn nói khiến cho vào vô dư niết bàn, nên trước nói loài của chúng sanh chẳng ngoài thức sắc dục. Thế nên biết cái sở dĩ thành chúng sanh thì biết cái sở dĩ độ chúng sanh. Biết vô biên chúng sanh, không chúng sanh nào chẳng là hư tưởng của thức sắc dục huyễn thành ra, thì biết diệt tướng sắc dục thì biết diệt tướng thức sắc dục sanh diệt của nó, khiến vào bất sanh bất diệt là thực không có chúng sanh, thực không có chúng sanh nào đắc độ. Vì sao? Vì chúng sanh chỉ là thức sắc dục nó che lấp đi. Bổn tánh của chúng sanh nguyên là bất sanh bất diệt, là cùng với ta đồng thể. Thế thì chỗ nào gọi là chúng sanh, chỗ nào gọi là đắc ư? Quán chiếu như thế thuần thục thì cái kiến chấp ngã tự nó hóa ở chỗ chẳng hay chẳng biết. Vì có gì? Vì biết ta cũng là chúng sanh, vì biết đương thể tức không, biết niệm nổi dậy thì có, nếu không có niệm thì hết thảy đều không. Biết bổn lai bình đẳng, đây là đại thừa pháp sở dĩ hay khéo, mới thiệt là cái hàng phục của chẳng hàng phục vậy. Trong này càng có yếu nghĩa, sẽ lại vì đó mà nói. Một, vọng tưởng gốc rễ rất sâu, này mới phát giác ra, đạo lực còn nhỏ mỏng, há có thể đối địch với nó. Quả chân tâm và vọng tâm nguyên là đồng thể, khởi tâm động niệm thì trọn cái chân thành ra cái vọng,
tâm khai niệm ngừng nghỉ thì chọn cái vọng tức là chân. Lại cần gì phải trừ? Vì hai nguyên nhân này nên chỗ gọi là trừ vọng chỉ là cái tên giả trừ mà thôi, thật ra không có gì có thể trừ. Chỗ bảo là hàng phục là chuyển di một cách hay khéo, khiến cho nó quy hóa, chẳng phải là đối địch với nó mà trừ. Này khiến pháp tâm ly tướng chính là phương tiện hay khéo, dùng đại tâm mà hóa nó vậy. 2. Tại sao phát đại tâm liền có thể hóa? Phải biết, tâm lượng của phàm phu nhỏ hẹp, cho nên chấp ngã, càng chấp lại càng hẹp. Nếu phát tâm quảng độ vô biên chúng sanh, lâu ngày quán thuần thục, thì trong chỗ chẳng hay chẳng biết, tình chấp đã tiêu mất. 3. Phàm phu chỉ biết con ngã, nếu khiến cho nó ở ngay trên tự thân nó để quán vô ngã thì nó không thể vào được. Này khiến cho nó từ đối diện dây về chỗ rộng rãi để quán không có chúng sanh, tâm lượng đã mở rộng ra. Trong khoảng đối chiếu thì cái ngã cũng là duyên sanh, là vốn tịch diệt, nên liền thông suốt dễ hiểu. Đây đều là pháp môn hay khéo, phát đại tâm mà hóa nó vậy. 4. Cội rễ của kiến từ hoặc là ngã kiến, nay dùng phép chuyển di mặt hóa, dứt nó ở chỗ chẳng hay biết, thiệt là kim cương rất chắc rất bén vậy. 5. Chấp ngã là thức mặt na, có ngã liền có sự phân biệt, có nhân, chúng sanh, thọ giả. Phân biệt là thức thứ sáu, này hết thảy chẳng chấp là chuyển thức thứ sáu, thứ bảy. Thứ sáu, thứ bảy mà chuyển thì năm thức và thức thứ tám đều chuyển mà thành trí. Đây gọi là bát nhã ba la mật. 6. Độ chúng sanh thành Phật để già cái không. Thực vô chúng sanh diệt độ để già cái hữu. Đây là già cả hai bên. Tuy quán độ chúng sanh mà thực không có chúng sanh, tuy thực không có chúng sanh mà quán độ chúng sanh. Đây là chiếu cả hai bên. Quán già và chiếu đồng thời để làm nhân thì đắc quả tịch chiếu đồng thời. 7. Phát quảng độ tâm là đại bi, quán lý thật không có chúng sanh là đại trí, bi trí sẵn đầy đủ lại là nhân của chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn. 8. Theo bên đại bi chỗ nói ở trên mà nói tức là tu phước, theo bên đại trí mà nói tức là tu tuệ. Phước tuệ song tu lại thành cái nhân lưỡng túc tu. Như thế có thể biết hết thảy pháp đại thừa ở cả trong đó, mà đều là pháp thẳng đến bảo sở. Nên kinh này nói hết thảy chư Phật và chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp đều từ kinh này ra. 9. Chưa có thể độ mình trước muốn độ người, Bồ Tát phát tâm chỗ gọi là đại bi vậy. Nay xem nghĩa của khoa này mới biết độ người tức là độ mình, thì trong đại bi liền có đại trí, thiệt là hay khéo. 10. Khoa này là khiến người ta phát nguyện. Từ xưa đến nay, người học Phật mỗi hay lấy làm khổ vì chẳng phát nổi đại nguyện. Có thể noi theo những điều từ 1 đến 9 nói trên để xem, thì đại nguyện bi trí cụ túc sẽ phát sinh ra một cách dễ dàng. Lại khoa trên chỗ nói là hàng phục cũng có nghĩa riêng, vì khiến kẻ phát đại nguyện nên lập chí kiên cường, ngày đó tức là hàng phục tâm mình. Trong hai khoa trên đây là chỉ bảo đích xác chỗ công phu tu hành của chúng ta hết sức thân thiết, hết sức cần yếu. Nói tóm lại, yếu nghĩa của nó có 8. 1. Tuệ mạng tu Bồ Đề trước hỏi trụ, thứ nhì hỏi hàng. Phật trả lời trước hàng,
thứ nhì mới đến trụ. Mà trong chỗ trả lời về trụ lại nói ưng vô sở trụ, thì có thể thấy chúng ta dụng công phu chỉ cần trừ vọng. Tại sao? Vì chân tâm chẳng hiện ra, toàn là bởi vọng che lấp. Vọng chẳng trừ hết mà nói an trụ ở cái chân của Như Như, thì ngay đến một niệm này vẫn là vọng tưởng. Huống chi Phật cứu cánh chứng đắc cũng chẳng trụ ở Niết Bàn, thì lúc tu nhân sao có thể nói trụ được ư? Trong kinh Lăng Nghiêm nói: nhân minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Lại nói: tri kiến lập tri thị vô minh bổn. Thế nên biết rằng có trụ thì có sở, tức là chỗ trụ. Có sở thì có lập, tức là lập nên. Có sở có lập thì trong đại viên kính dính nhóm bụi nhơ, quang minh sao có thể chiếu khắp, nên mới nói vô minh bổn. Chiếu tánh vong, tức là gốc của vô minh, tánh của chiếu mất. Cho nên Thiền Tông Tổ Sư nói, chỉ cần ngừng nghĩ vọng, chẳng nên lại tìm chân. Cổ Đức cũng nói, chỉ hết phàm tình, không có thánh giải nào khác. Đây có nghĩa là hãy hết phàm tình thì chính là thánh giải. Kinh lại cũng nói, tâm cuồng vọng chẳng ngừng nghĩ, ngừng nghĩ tức là bồ đề. Điều là thuyết minh cái lý dụng công chỉ cần hàng phục vọng tâm, do đó có thể ngộ, trừ bỏ tri kiến sai biệt là công phu suốt từ đầu chí cuối, há chỉ là phương pháp bắt đầu hạ thủ mà thôi đâu. 2. Hàng phục phải có phương tiện, nếu không có phương tiện thì vọng tâm càng phừng lên. Này ngụ ý hàng phục là ở phát tâm quảng đại, nói một cách khác, phát quảng đại tâm tức là hàng phục. Thế thì hàng phục tức là phát đại tâm mà hóa nó, không gì gọi là hàng phục mà tự nhiên hàng, hết sức tiện lợi vậy. 3. Hàng phục là hàng phục vọng tâm. Phải biết vọng tâm từ phân biệt sinh ra, gốc của phân biệt ở chỗ chấp ngã, nên nay lấy quảng đại tâm để hàng phục bốn tướng ngã nhân vân vân, lại độ hết vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Đại từ đại bi như thế thì hai độc tham sân tiêu trừ, lại tuy độ sanh thực không chỗ độ, là không có thường kiến, tức là chẳng chấp hữu. Tuy không chỗ độ mà độ sanh chẳng ngừng nghỉ, là không có đoạn kiến, tức là chẳng chấp không, chẳng thường chẳng đoạn. Đầy đủ tuệ vi diệu này thì độc si cũng trừ. Bởi hết thể phàm phu đã kiến nặng tam độc sâu, thực do ở căn bệnh tâm lượng nhỏ hẹp, phải lấy tâm quảng đại trị căn bệnh này, từ trên căn bản giải quyết thì các bệnh tự nhiên dễ trừ. 4. Hết thể chúng sanh từ vô thủy đến nay chẳng giác ngộ. Chỗ gọi là chẳng giác ngộ ấy là chẳng hiểu biết sự phân biệt ngã nhân đều bởi chấp thủ tướng. Ly tướng trở về với tánh vốn là đồng thể, ha có sai biệt. Vì chẳng biết mà chấp tướng nên càng chấp càng mê, mê tức là si. Do đó nhân cái ngã mà lập nên ngã sở, tham sân tranh nhau nổi dậy, tạo nghiệp vô cùng. Lại chẳng rõ chỗ gọi là ngã sở, không cái nào chẳng là khuyến hữu của nhân duyên sinh ra. Chẳng kể pháp tức là hữu và phi pháp tức là không, nếu có chỗ chấp thủ tức là chẳng hiểu rõ. Pháp tướng, phi pháp tướng đều do tánh nổi dậy, nếu lấy tánh tiêu dùng nó thì tướng vốn chẳng phải tướng, làm gì có ngã sở, làm gì có ngã nhân. Vì chẳng hiểu rõ đến nỗi không làm sao giải thoát được cái khổ do nghiệp trói buộc, nay lấy quảng đại tâm độ chúng sanh mà chẳng chấp thủ tướng, tức là khiến ly hết thảy pháp tướng, phi pháp tướng, tức là ly hai bên không và hữu, nhóm về tánh đồng thể. Nếu nhóm về tánh
há còn lại các tướng ngã nhân vân vân sai biệt, thế thì chẳng phải độ người tức là độ mình ư? Hay khéo còn gì hơn nữa? 5. Phàm phu dễ bị cảnh chuyển. Cảnh là ngã sở, không có gì khác, là vì chấp cảnh mà thôi. Ngay đến pháp tâm tu hành cũng chẳng ai là không có cảnh chỗ mình duyên vào. Ví như độ sanh, tức là chỗ duyên cảnh của người đại tâm tu hành, đã chẳng thể duyên cảnh, lại chẳng thể chấp thủ ở cảnh. Nay nên ngay từ đầu lấy độ mà thực không chỗ độ, khiến chẳng chấp hai bên, nhóm về trung đạo, hợp với tánh thể, rõ ra đích xác phương pháp hạ thủ, thân thiết biết là bao nhiêu. 6. Trong này tuy nói hàng, chưa nói trụ, nhưng ý của trụ thật đã ngụ một cách kín đáo ở trong đó. Kẻ phát đại tâm trước hết phải độ sanh, há chẳng phải là rõ rõ pháp an tâm ư? Mà độ không chỗ độ, cũng tức là rõ ra ưng trụ mà vô sở trụ. Câu kệ của Ngài Di Lặc sở dĩ nói lợi ích thâm tâm trụ, nói rốt lại là khiến trụ ở bát nhã chánh trí, tức là quán chiếu bát nhã, quán chiếu không, giả, trung đạo đệ nhất nghĩa đế, đồng thời chẳng lìa không, giả. Vì chúng sanh vốn có bệnh chấp thủ nên chẳng nói rõ, khiến người chẳng trụ ở tướng tự mình lĩnh hội. 7. Chỗ thấy thông thường mỗi hay bảo rằng bát nhã là nói lý sâu, thậm chí sợ nó nghiêng về bên không, kẻ tu tịnh độ lại không dám nói tới, mà kẻ học bát nhã lại thường hay chấp lý bỏ phế sự, chỉ nói lý suông mà thôi. Nay xem ngay bắt đầu nói hàng phục, có thể thấy chướng ngại ở vọng tập chẳng trừ, thì chánh trí bát nhã sao có thể mở? Vả ngay bắt đầu nói việc độ sanh, có thể thấy trải qua sự việc mà rèn luyện tâm, chính là chỗ nhập của bát nhã, sao có thể ngoài sự ra mà nói lý? Lại không và hữu hai bên đều chẳng thể chấp, há nghiêng về bên không ư? Chỗ này cần phải để ý xét kỹ. 8. Trong này hàng phục phân biệt tâm, tức là chuyển thức thứ 6, mà hàng phục ngã, tức là chuyển thức thứ 7. Phải biết, chúng sanh từ vô thủy bất giác, tự tánh thanh tịnh tâm chẳng hiển hiện ra, mà lại hiện ra làm thức. Sự tác dụng rất lớn của thức là chỉ có hai thức thứ 6 và thứ 7, nên phải từ hai thức này để hạ thủ. Lúc này trọn hết thảy là thức, làm gì có chân tâm của thế trụ, nên sở dĩ chỉ nói hàng phục mà chẳng nói trụ. Chỗ gọi là chánh trí quán chiếu và bát nhã cũng vẫn còn là thức. Phải biết thức nguyên là chỗ biến hiện của tự tánh dùng để phân biệt chấp ngã, liền thành ra thức nên mới gọi là vọng. Nếu dùng thức để hàng phục phân biệt chấp ngã, tức là dẫn nó về đường chánh, nên mới gọi tên nó là chánh trí. Cũng như lấy cái mâu của ông đánh vào cái thuẫn của ông, lại cũng như tục ngữ nói người cởi cái chuông vẫn phải là người đã buộc chuông. Để tiện lợi trong việc tham khảo và đối chiếu đoạn kinh văn này, tôi xin trích một đoạn giảng về vấn đề này của Thầy Thanh Từ như sau. Trong kinh nói, trong chúng ta có đủ cả thập pháp giới, đó là tứ thánh và lục phạm. Quý vị thấy có khi chúng ta phát lòng từ bi giống như Phật, như Bồ Tát, có khi chúng ta xấu xa như con heo, con bò, có khi chúng ta hung dữ như con cọp, con sói. Trong chúng ta có đủ thứ nghĩ tốt, xấu, lẫn lộn. Thế nên mỗi một cái giới niệm về người thì đó là một chúng sanh thai sanh, một giới niệm về chim chóc thì đó là một chúng sanh noãn sanh, một giới niệm về con bướm, con ong thì đó là hóa sanh, một giới niệm về con đom đóm
thì đó là thấp sanh. Nghĩ đến hư không thì đó là chúng sanh vô sắc. Giới niệm về con người có tướng, đó là chúng sanh có tướng. Giới niệm buông hết vọng tưởng, buông hết cả những tâm tưởng, đó là chúng sanh vô tưởng. Giới niệm, vân vân. Giới niệm là sanh. Tại sao? Bởi vì lặng thì không có niệm, mà niệm dấy lên là do duyên với cảnh hoặc người hoặc vật. Vọng thức bên trong duyên theo bóng dáng của vọng trần, cả hai phối hợp nhau mà sanh nên gọi là chúng sanh. Mỗi một niệm dấy lên như vậy là một chúng sanh. Nhưng chúng sanh do niệm vừa dấy lên đó, chúng ta liền độ vào vô dư niết bàn. Làm sao độ? Chúng sanh đó dấy lên, ta biết chúng sanh này giả, tất nhiên nó lắng xuống chỗ không sanh. Và khi nó lắng xuống không còn thấy tâm dạng nên gọi là vô dư niết bàn. Như thế chúng ta thấy Đức Phật độ hết chúng sanh, Ngài hàng phục được tâm, Ngài thành Phật. Như thế mới có lý, mới đúng như thật. Cũng thế, những vọng tưởng của chúng ta đường điên cuồng chạy ngược chạy xuôi, theo có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, theo tất cả hình tướng bên ngoài. Bây giờ chúng ta đưa nó vào vô dư niết bàn, vào chỗ lặng lẽ không sanh diệt, tâm chúng ta không còn loạn nữa. Đó là chúng ta hàng phục được tâm. Hiểu như vậy chúng ta mới tu được. Như thế chúng ta mới thấy rõ Đức Phật thành Phật, trong khi tất cả chúng sanh vẫn còn. Ngài hàng phục được tâm của Ngài nên mới được đến chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như bây giờ chúng ta vừa phát tâm tu thì chúng ta cũng hàng phục như vậy, lần lần tâm chúng ta an định, chúng ta mới tiến bộ được. Nếu như cứ lo độ chúng sanh ở ngoài, trong khi chính mình chưa độ được mình, thì mình độ được ai? Hiểu như vậy rồi, chúng ta thấy kinh Phật rất cao siêu. Lời lẽ diễn tả những hình ảnh mà chúng ta không hiểu là những hình ảnh đó quy về mình, rồi chúng ta cứ tưởng là việc bên ngoài. Khi chúng ta tưởng như thế thì chúng ta sẽ thối chí, không biết làm sao thực hành. Thế nên ngày xưa chúng tôi đã từng nói rằng kinh Đại Thừa chỉ để trên gác thờ, không thể áp dụng trong việc tu hành. Nhưng nay chúng ta hiểu rõ rồi, mới thấy đoạn này trả lời rất sát câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hãy làm sao hàng phục được tâm. Phật dạy một niệm dấy lên là một chúng sanh, đưa những niệm đó vào chỗ vô sanh, đó là hàng phục tâm. Đây là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Rõ ràng là Phật trả lời việc hàng phục tâm. Nếu nói độ tất cả chúng sanh thì ta thấy như là người hỏi việc bên trong mà Phật trả lời việc bên ngoài, không có dính dáng gì với nhau. Như thế chúng ta đã thấy rõ ý nghĩa độ tất cả chúng sanh, đó là đưa tất cả niệm vào chỗ không còn sanh diệt. Khi nào thực hành quý vị mới thấy rõ, một niệm dấy lên nghĩ về người, chúng ta liền nói niệm đó giả, không thiệt, không theo. Khi biết nó giả không theo thì nó lắng xuống chỗ không còn thấy tướng mạo, đó là vô dư niết bàn. Không sanh là niết bàn, không còn tướng mạo là vô dư. Bao nhiêu niệm đều đưa vào đó nên nói độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được diệt độ. Nghĩa là đưa họ vào độ hết mà không còn thấy có một người nào hay một niệm nào thiệt. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn phần 3 Đại Thừa Chánh Tâm. Hà dĩ cố tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Dịch nghĩa: vì có gì tu Bồ Đề ơi, nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là chẳng phải Bồ Tát. Nhân, chúng sanh, thọ giả đều là từ ngã tướng mở ra. Có ngã tướng liền có nhân tướng đối với ngã tướng. Nhân chẳng phải chỉ có một người là chúng sanh tướng. Kiến chấp ngã nối tiếp chẳng dứt là thọ giả tướng. Bốn tướng chẳng ngoài một cái ngã tướng.
Nay mở ra mà nói là nói rõ kẻ chấp ngã liền có tâm phân biệt. Phải biết sáu thức sanh ra ở thức mạt na, có thức mạt na liền có sáu thức chẳng lìa nhau. Chấp ngã phân biệt như thế là bệnh thông thường của kẻ phàm phu, há là bệnh của Bồ Tát. Cho nên mới nói là tức phi, tức chẳng phải, để răn dạy cảnh cáo kẻ phát đại tâm rất sâu xa vậy. Ngã tướng bởi ngã kiến mà sanh ra, ngã kiến bởi ngã tướng mà hiển ra, một cái trong một cái ngoài từ xưa đến nay chẳng lìa nhau, nên phá ngã tướng tức là phá ngã kiến. Tướng có thô tế, thô thì chấp cảnh, tế thì chấp tâm. Ngài Hậu Chu cũng nói ngã tướng là theo tâm mà nói, tức là theo thức mà nói, vì tám thức là tướng của tâm chân như biến hiện ra, nên duy thức tông cũng có tên là tướng tông. Khoa này vốn giải thích cái cớ khiến phát đại tâm ở khoa trên, sao chẳng nói vì có gì phát đại tâm giáo hóa chúng sanh, vì có gì đoạn hoặc chuyển thức, và vì có gì độ mình trước phải độ người tức là độ mình. Như thế há chẳng khiến cho nghĩa của khoa trên càng rõ, mà phải từ phản diện mà nói là tại sao? Vì đoạn hoặc chuyển thức vân vân đều là pháp, đều chẳng thể chấp thủ. Chấp thủ thì lại thành ngã tướng, lại thành phân biệt. Nên chẳng dùng biểu thuyên mà dùng già thuyên, khiển đảng hết thảy. Đây là ý nhiệm màu của Thế Tôn, mà cũng là chính tâm của Bát Nhã. Bốn tướng tức là một cái ngã tướng, có ngã tướng liền có nhân tướng để đối đãi. Đối đãi chẳng chỉ một người, tức là chúng sanh tướng. Ngã tướng ở trong vọng tâm, niệm niệm nối tiếp chẳng quên, tức là thọ giả tướng. Bồ Tát nếu thấy có chúng sanh được độ, tự ta độ chúng sanh, tức là có ngã tướng. Từ đó mà bốn tướng đều nổi dậy, có bốn tướng liền có tâm phân biệt. Có tâm phân biệt là phàm phu, chẳng phải là Bồ Tát. Người tu hành thứ nhất phải gạt bỏ chữ ngã, phát tâm về hết thảy chúng sanh. Đây tức là hàng phục ngã tướng. Ngã giai linh nhập vô dư niết bàn như diệu độ chi. Chúng sanh can cường, khiến họ tu hành đã chẳng dễ, huống chi liễu thoát sanh tử. Nhưng đều chẳng cần hỏi tới, bất luận người và chẳng phải người, đều độ họ thành Phật, vì họ cũng vốn là Phật. Đây là hàng phục nhân tướng. Diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà trong tâm không nổi dậy niệm, làm sao có thể độ hết? Đây là hàng phục thọ giả tướng. Thực vô chúng sanh đắc diệt độ giả, đây là hàng phục chúng sanh tướng. Tại sao phải hàng phục như thế? Vì pháp vô thượng tâm chỉ phải làm hạnh Bồ Tát. Nếu còn bốn tướng thì làm sao gọi là Bồ Tát được? Phật muốn cho người tu hành từ văn tự mà quán chiếu. Nếu chẳng dụng công quán chiếu thì phàm tình chẳng thể chuyển. Nên người học phải từ chỗ này mà hạ thủ. Xem đoạn văn này, chỗ quy kết ở một câu thực vô chúng sanh đắc diệt độ, đó là khiến chúng ta trừ ngã kiến, mà không trỏ ngay cái ngã kiến, lại đối diện với ngã ở trên phận của chúng sanh làm sự quán. Vì phàm phu chấp ngã một phút chẳng buông lơi, nếu đem ngã để làm sự quán thì chẳng thể đắc lực. Nên từ phương diện chúng sanh mà quán, quán nhân duyên tụ hợp đương thể tức không, lại quán chúng sanh cùng một thể. Quán chiếu như thế thì trong chỗ chẳng hay chẳng biết, ngã chấp tự nhiên biến hóa đi. Đây là phương pháp hay khéo tiêu về tự tánh mình. Lại quán như noãn sanh, cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thì có thể thấy hết thảy chúng sanh, không loại nào là chẳng có thức sắc dục. Ba cái này không chuyển gì thì luân hồi vĩnh viễn trong tam giới. Vì thế biết rằng, dục chẳng thể nào mà không dứt, sắc tướng chẳng thể chấp trước, tình thức
ắt phải chuyện gì. Quán chiếu như thế thì trong chỗ chẳng hay chẳng biết ba cái dục sắc thức có thể trừ khử. Lại quán câu đều vào vô dư niết bàn mà diệt độ nó. Chúng sanh đã nhiều như thế mà như noãn sanh định tánh ngu xuẩn khó giáo hóa, hữu tưởng vô tưởng thì cống cao, làm sao có thể diệt độ hết cho được. Nhưng Phật là vô duyên đại từ, chỉ cần nó tiếp gần với ta thì ta phải độ hết. Quán chiếu như thế này, tự mình ở trong loài người, trên chưa tu đến phi tưởng, phi tưởng, dưới so với loài noãn sanh, thấp sanh thì cao sáng hơn. Vậy phải nên học Phật, thành Phật. Quán như thế thì vô thượng tâm tự nhiên có thể nổi dậy, vọng tâm tự nhiên có thể chuyển di. Lại quán một câu, thực không có chúng sanh được diệt độ. Ở dưới cầu vô lượng vô số vô biên chúng sanh thì có thể thấy được còn một chúng sanh nào chưa độ, tức là nguyện của ta vô tận. Quán lời Phật dạy như thế, lý chẳng lìa sự, sự chẳng lìa lý, đây là lý và sự hai cái dung hội. Câu ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ nó là khiển trừ chấp không. Câu thực vô chúng sanh đắc diệt độ là khiển trừ chấp hữu. Hai bên khiển già là già cả hai bên cùng làm là chiếu cả hai bên, đây là già chiếu đồng thời. Thứ tu quán này liền có thể chứng quả tịch chiếu đồng thời. Câu hết thảy chúng sanh đều diệt độ nó là đại bi. Câu thực không có chúng sanh được diệt độ là đại trí, đây là bi và trí dung hội, có thể đắc Phật quả, chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn. Câu ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà diệt độ nó là tu phước. Câu thực không có chúng sanh được diệt độ là tu tuệ, đây là tu cả hai phước và tuệ, có thể chứng quả lưỡng túc tông. Hai chữ kim cương tức là dứt hoặc, hoặc chẳng ngoài kiến tư, kiến tư tức là ngã tướng. Kinh này dứt ngã tướng chính có tác dụng rất lớn, hóa trừ ngã kiến tức là chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí, đều vào vô dư niết bàn mà diệt độ nó là chẳng nổi dậy sự phân biệt, tức là chuyển thức thứ sáu làm diệu quan sát trí. Thực không có chúng sanh được diệt độ, tức là chuyển thức thứ tám làm đại viên kính trí. Cho nên văn dưới câu hết thảy chư Phật và chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp đều từ kinh này ra, há chẳng phải là thành Phật ở ngay đoạn kinh này ư? Hết thảy kinh điển Đại Thừa nói, người phát tâm Đại Thừa tuy chưa thể tự độ mà trước phải độ tha, đây là đại bi. Nhưng độ người tức là độ mình. Thứ đạo lý này nếu quán chiếu được rõ ràng thì Phật Pháp xem ra giống như quảng đại vô biên, mà thực ra thân thiết có ý vị, xem ra giống như là cao sâu mà vốn nó bình dị thiết thực. Đem đoạn kinh này để vào trong tâm, lúc nào cũng quán chiếu, gửi tâm mình vào một chỗ thì vọng tưởng tiêu trừ lần lần. Chỉ ngay mấy câu này mà thành Phật đã có dư rồi. Lại quán đoạn kinh văn này chẳng nói hàng phục, tức là hàng phục, đây là muốn cho chúng ta phát khởi nguyện này, kiên cường chí mình thì ngã chấp ngã kiến hết thảy trừ bỏ, hàng phục ngay ở trong đó, tự nhiên thụ dụng. Mỗi ngày đem đoạn văn này để vào trong tâm thì thụ dụng vô cùng, nên phải quán chiếu như thế. Phần 5. Như lý thật kiến. Tu Bồ Đề, ư ý vân hà, khả dĩ thần tướng kiến Như Lai phủ. Dịch nghĩa: Tu Bồ Đề ơi, ở ý ông ra sao, có thể lấy thần tướng thấy Như Lai chăng? Bực cổ đức nói, đến cầu Bồ Tát đảng ưng như sở giáo trụ mà ngừng, thì đại nghĩa của một bộ kinh Kim Cương đã hết. Phía dưới là từng lớp một đoạn dứt nghi. Hai chữ thần tướng, lối giải nghĩa xưa đều rõ 32 tướng ứng hóa thần mà nói.
Như thế thì 32 tướng ở văn dưới há chẳng trùng điệp ư? Một chữ một câu trong Kinh Kim Cương đều có ý sâu, quyết không có sự trùng điệp. Hai chữ thân tướng này phải đem bản thân của chúng sanh ra mà nói. Hai chữ Như Lai là tỏ pháp thân của chúng sanh vốn có mà nói. Văn trên chỗ nào cũng nói bất trụ tướng. Bất trụ là phải khiến người ta hội tướng về tánh. Tâm của chúng sanh gọi là Như Lai Tạng, là nói chúng sanh vốn đầy đủ pháp tánh, chẳng qua tàn chứa ở trong nhân ngã, pháp ngã. Phật dạy bất trụ tướng, tức là khiến chúng sanh tự mình thấy Như Lai còn tàn chứa. Giải thích như thế thì thân thiết hơn. Ý Phật như là bảo, chúng sanh các ông có thể ở ngay thân tướng mà thấy bổn tánh các ông chăng? Khoa này là đem lý đã nói ở trên lại thuyết minh cái sở dĩ nhiên của nó. Bao nhiêu đạo lý văn trên nói, chỗ rất cần yếu là dây qua trở lại tỏ bày rõ cái bất trụ ư tướng, mà đều quy kết ở một câu khả dĩ thân tướng kiến Như Lai. Văn trên Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lượng. Phật đã nói rõ cái cớ của nó, nhưng còn chưa thuyết cái sở dĩ nhiên của nó. Vì bất trụ ư tướng, điểm chốt yếu là chứng tánh. Hết thảy phàm phu từ vô thủy đến nay chỉ nhận biết được một cái tướng, nên hướng ngoại tìm cầu, bội giác hợp trần, đem bổn lai diện mục quên đi mất. Văn trên nói chẳng trụ pháp tướng, chẳng trụ phi pháp tướng. Pháp là trỏ hết thảy sự sự vật vật. Cái thần túi già thúi của chúng ta đây là một cái rất chấp trước trong hết thảy sự vật. Từ vô thủy đến nay, chấp cái túi già thúi này là thần tướng, nhận giả làm chân, có biết đâu nó là vô thường, sanh diệt. Chấp tướng là chấp hữu, chẳng chấp tướng là chấp không, là bệnh chung của hết thảy phàm phu. Tiểu thừa thì trái với phàm phu. Tiểu thừa hiểu rõ thân tướng là huyễn, ngày đến mừng giận buồn vui chưa phát ra cũng là tướng, chứng được thiên không mà liễu sanh tử, ra ngoài tam giới. Nhưng lại được một cái bệnh, bệnh ở chấp không. Cái không này vẫn là tướng. Cho thiên không là liễu sanh tử, biết đầu chấp không lại là trụ ở phi pháp tướng, nên Phật mắng là chẳng hợp. Phải biết có thể ác có dụng, có tánh ác có tướng. Từ trước đến nay nói sự chấp trước của phàm phu chẳng ngoài cái theo tướng mà tìm cầu. Chỉ cần phải biết tướng là hư vọng thì có thể được. Lại như chấp không là rơi vào đoạn diệt, vì tánh và tướng không phải là một. Tánh là tánh, tướng là tướng, thể là thể, dụng là dụng, nên chẳng thể diệt tướng. Diệt tướng thì như vật có đáy mà không có bề mặt. Tánh và tướng lại là chẳng khác. Tướng là biểu hiện của tánh, tánh là căn bản của tướng. Có căn bản mà chẳng biểu hiện là có thể mà không có dụng, nên Phật chẳng trụ niết bàn. Vì có gì? Vì hết thảy chúng sanh chính là chấp tướng này. Nếu Phật không biểu hiện tướng này ra thì chẳng thể độ tha, nên chứng tánh thể nguyên là để khởi hành. Như tiểu thừa, Phật mắng là mầm lụi giống hư, rơi vào cái hố vô vi. Văn của khoa này chính là để phát huy lý đó, để cho biết cái sở dĩ nhiên của Phật khiến người ta chẳng trụ pháp tướng, lại chẳng trụ phi pháp tướng. Phật dạy người tu hành nguyên vì độ chúng sanh. Nếu rơi vào hố vô vi thì sao có thể độ được? Nên Bát Nhã phải ở chỗ hai bên chẳng trụ, phải chẳng trụ hữu, chẳng trụ không mới có thể xứng tánh. Lại tánh là vô tướng, vô bất tướng. Vô tướng nên chẳng thể chấp hữu, chẳng thể trụ pháp. Vô bất tướng nên chẳng thể chấp không, chẳng thể trụ phi pháp. Chính vì tánh là vô tướng, vô bất tướng nên phàm phu chấp một bên hữu, thấy chẳng được tánh. Tiểu thừa chấp một bên vô cũng chẳng thấy được tánh.
ngàn kinh muôn luận không cuốn nào là chẳng thuyết minh lý này. Chú sớ của các vị đại đức cũng không cuốn nào là chẳng phát huy lý này. Nên chữ thân tướng ở câu này chẳng thể cho là nói Phật thân, phải đem trên thể tướng của bổn thân chúng sanh ra mà nói. Trên đến Phật, dưới đến hết thể chúng sanh đều là tướng này. Phật chứng được Pháp thân nên gọi là Như Lai. Hết thể chúng sanh mừng giận buồn vui, khởi tâm động niệm vốn là bất giác. Nhưng có thể thành Phật cũng vẫn là cái tâm của chúng sanh này. Nên tâm này tức là Như Lai, chẳng qua bị vô minh che đi nên gọi là Như Lai tạng mà thôi. Phật hỏi lời này là thử thăm dò xem Tu Bồ Đề và đại chúng, cho đến chúng sanh đời vị lai, cứu cánh cầu văn trên ta nói bất trụ tướng, làm sao có thể ở trên tướng mà thấy tánh ư? Như trả lời là có thể thấy Như Lai thì trụ ở pháp tướng, tức là phàm phu. Như trả lời là chẳng thể thấy Như Lai là trụ ở phi pháp tướng, tức là tiểu thừa. Phật giả Thế Tôn, bất khả dĩ thần tướng đắc kiến Như Lai. Dịch nghĩa: thưa Thế Tôn, chẳng thể, không thể lấy thần tướng được thấy Như Lai. Giải thích xưa thì thần tướng đương nhiên là không, là theo trên pháp thân mà nói. Ứng hóa thân cũng là huyễn tướng, cho nên nói chẳng có thể được thấy Như Lai. Nhưng nghĩa này có chỗ chưa hết. Nếu chiếu theo như thế mà giải thích thì là trụ ở phi pháp tướng. Phải biết chữ Phật trong câu Phật giả Thế Tôn là nghĩa phải mà không phải, không phải mà phải, chẳng thể giải thích nghĩa hoàn toàn là phủ định. Ý của Tu Bồ Đề cho rằng chẳng thể lấy tướng làm tánh, đem thần tướng để thấy Như Lai. Nhưng tướng do tánh hiện ra thì cũng có thể lấy thần tướng để thấy Như Lai. Nên văn dưới lại có câu Như Lai sở thuyết thần tướng để nói thêm cho rõ. Hà dĩ cốt Như Lai sở thuyết thần tướng tức phi thần tướng. Dịch nghĩa: vì có gì Như Lai chỗ nói thần tướng tức là chẳng phải thần tướng. Như Lai sở thuyết thần tướng tức phi thần tướng là chiếu cả hai bên. Tánh là thể của tướng, tướng là dụng của thể. Tướng nếu không có tánh thì chẳng dụng, tánh nếu không có tướng thì chẳng hiển hiện. Lìa tướng ra thì không có cái gì gọi là tánh, lìa tánh ra thì không có gì gọi là tướng. Chỉ xem có chấp trước hay không chấp trước mà thôi. Chấp tướng thì tướng liền làm chướng ngại mà chẳng được thấy tánh, nên trả lời là chẳng thể. Nếu chẳng chấp trước thì ngay ở tướng có thể thấy tánh. Tướng như bề ngoài của vật, tánh như bề trong của vật. Nếu bề ngoài của vật như pha lê trong suốt thì liền có thể thấy bề trong của nó. Nên trả lời là lấy thần tướng thấy Như Lai.